Rồi quay con AS120 các bạn. Phà mới sơn lại ha, nhìn nè, mới chát luôn nè. Mới sơn tạ rồi lại nữa kìa, đang múc bỏ lên cặp máy xong rồi. Vô cái mé này rồi, mé này lỡ quá rồi tao bỏ vô đi. Giữ chân rồi tao chặn mà cái này cái kia cho nó hết lỡ. Phà mới sơn mới đóng hả? Sơn ha. Xe chạy quá im các bạn. Nguy hiểm.
trên bờ á. Bỏ xác xác vô cho bãi kìa. Ừ vậy đó. Sao đâu chắc chắc. Vô đó ngon á, bỏ lên nó im. Có bà kè rồi hả cô? Có rồi. Ờ không sao. Mấy bữa bà nhập dầm nó có lên cỡ 2 tấc rồi đó. Ừ. Cánh lớn nữa thấy nữa. Úp gần quá cho xuống lại nha. Chích chích ra giữa sông dầm. Không hao đâu, không chết chóc gì đâu. Dạ, không sao đâu. Phút về bữa nữa cũng ăn Tết rồi các bạn.